cái này riêng của nó nè, 170 à, con hay chảy mà đều cũng như kệ nó 5 tia, bây giờ 4 tia, mình bây giờ mình phải lấy lên cho 28, mình phải lấy 5 tia, chân ma nữa cho ít thao dầu, ha. Mình phải... này à, nay mình mới xuất hành à, nên cũng bị động, mình dọn dẹp đồ làm những cái lặt vặt á, tới giờ mình mới xong à. À, giờ mình mới làm cho anh em, cái này gửi đi đâu ạ? À? Bên mạng á. Vậy? Tính đâu? Mà ở đâu? Không biết luôn. Xa gần cũng không biết luôn hả? Về nhớ vệ sinh cái ống dầu. Về ống dầu đồ nữa. Để nhiều khi chưa gì lên cái kẹt cái đi đi rầy à. Khi là... anh em mua là mình cân sẵn hết nha. Cái này là cây đầu năm của năm 2024 phải không? Đúng không? Hôm nay mới khai trương mà làm mà. Về nhớ kiểm tra bên bơm dầu nữa nha. Ống dầu rồi vô. Còn phần đây nó 529 nè. 155529 nó 5 tia nha, chạy cho đi 28. Rồi. Cái này thì cũng nhanh lắm, mình làm thì do cái công việc thôi chứ đến giờ mình mới bắt tay vào được. Ừ. 5 tia nha. Gian ma mình gắn qua máy D28 nha. Cái con này hay rịnh đây để canh chân miếng ấy ra nó im bật. Đừng chì dầu. Bắt vô cơm tôm đó, đo anh em không phái. Cái này là mới hoàn toàn luôn nha. Gian ma đều qua máy D28. Về nhớ kiểm tra lại ống dầu, thứ hai nữa là cái bơm dầu của mình đó nha. Đó, 5 tia ha. Tầm 7 đúng đúng như con riêng đó ha. Chỉ có 5 tia thôi. Tiếng thao nhỏ vậy. À, rất là im. Khi mua sẽ được cân chỉnh sẵn luôn nha anh em. À. Về với bắt vô là sử dụng thôi. À, quay ở ngoài đó phải kêu bụp 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 5 tia. Phải kêu vậy đó rồi không mới ráp vô. Thứ hai nữa mấy cái con ống dầu này nè, ống dầu ở nhà kỹ lưỡng giùm. Để bụi cặn nó vô cái dính cái bét hay được ha. Trời ơi bét mới dính chứ bét kêu vậy là phao lắm à. Ngon lành. Đây, rồi, giờ mình đóng gói. Còn heo ít ít mời mới lấy phải không? Ít mời lấy. Rồi, để từ từ đi rãng đi. Vì nó cũng mới hỏi đây. Cái hộp mũ.